của em. Dạ. Có chuyện đau lòng em muốn nói nhiều. Anh nói một lần. Có cái thời điểm mà anh bảo nó đi xấu, có một số nữa đi bình thường thôi, xe đôi thì anh làm lại cho nó. Rồi đi lúc đó ba giờ kém, thì hai xe đang đi vào mình định tưới, xe kia đằng trước, xe đằng sau. Thì lúc đó chạy tốc độ bình thường xong 50-60 thôi. Nhưng mà chắc tại xe kia một đứa sau ấy, thì nó đẩy lại qua bên đường bên kia. Xe kia là xe đi trước của mình hả? Hay là xe container? Xe container anh. À, xe container buồn ngủ à? Không, tổng như là xe chở đoàn người mình buồn ngủ. Là lấn đường qua bên kia. À, lấn đường qua cái làn của xe container đang chạy. Xe container đang chạy. Container cũng đang chạy thôi nhưng mà nó không còn chạy nữa. Thì xe em có con người làm lá bao nhiêu hả? Không, xe em phân kịp xe em chạy tốc độ tầm 6 độ 30 m, 50 m. Thì xe em phân kịp vừa đến hiện trường thì xe em cũng được. Vừa chân được thì xe em chưa đi bao lâu. Hai xe đi vào cạnh nhau vào sáng hả? Cạnh nhau 50 m. À, 50 m. 70 m. Và chung chưa còn kết tốt. Khi mà thấy cái vụ tai nạn đó anh cảm thấy thế nào? Anh có... Nói chung là người... Những diễn trả được chuyện kinh hoàng đó. Ừ. Bây giờ là những người thân của em mà bị mất rồi là qua dạ, đưa về quê rồi hả? Dạ, người thân mất bây giờ được đưa đến đâu rồi? Đi qua khỏi đèo rồi. Đèo.